Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là nổi tiếng lắm đấy ạ. Sau này này khó ngẩm, khó xin chữ ký lắm. Bây giờ như tôi đã giới thiệu đúng không ạ, chúng ta sẽ thăm luôn một thí sinh để xem cảm tưởng của anh ấy như thế nào. Và trong khoảng thời gian này, đưa một thời gian để bắt đầu thì bình tĩnh hơn, mắt lóa mắt hơn trước làn khói, đúng không ạ? À, trước vẻ đẹp của vô cùng quyến rũ của các anh trên này. Bây giờ tôi sẽ ra đưa với một thí sinh còn đẹp và xinh xắn ở đây lắm. Người cho sự xúc cảm, xin mọi người một tràng pháo tay. Bạn giám khảo thân mến, bây giờ ban giám khảo ơi, mệt quá, cười. Tuy nhiên, xuất điểm của các đồng nghiệp, các thành viên ở phía dưới. Nếu anh chị nào thấy xuất điểm mà ban giám khảo đưa ra không hợp lý, có thể phản ứng bằng cách vỗ tay lớn hơn, đúng không ạ? Cho thí sinh ấy ạ. Bây giờ thí sinh số 1 hồi hộp lắm, xuất từ nãy xây dựng lúc đầu tiên anh đi ra đây biểu diễn đầy chuyên nghiệp. Anh Trung đến từ Mercedes sẽ nhận được số điểm là bao nhiêu ạ? Xin mời anh Trung bước lên ạ. Dạ, nhắc đến tên ai thì nó bước lên ạ. Của anh Trung từ MCB. Tiếp theo thí sinh thứ hai là anh Toàn BTB, xin mời anh lên phía trước sân khấu. Xin mời Huy Toàn. Thí sinh mới của anh xin được bao nhiêu điểm ạ? Bao nhiêu điểm ạ? 10 Xin mời anh Châu đến từ VDC Online, Hồ Chí Minh.
Anh có thể lùi
hậu trường, ban giám khảo vẫn có quyền tịch thu quả của anh ấy. 8 người đàn ông còn lại xin mời anh Mai Như Thành trao giải cho những người đàn ông dũng cảm trong buổi tối ngày hôm nay. Mời xin mời cả hai giám khảo cùng tiến lên phía trước gần hơn nữa để cho tôi nhìn ngắm kỹ hơn. Xin mời anh Mai Như Thành, phó giám đốc VDC Online nâng trao giải thưởng cho 8 người đàn ông. Tiếp tục buổi tối hôm nay xin mời một tiết mục văn nghệ của